kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy, giá đỡ điện thoại, máy tính bảng, full kim loại các bạn. Sản phẩm này thì không phải mình mua, hôm qua mình xuống chỗ bạn mình, bạn cấp 3 dưới Hà Nội, thì thấy bạn mình mua dư một vài cái này nên là mình đã thửa về đây. Và tiếp đến thì trong quá trình test mình thấy độ hoàn thiện của nó rất là ok này. Tiếp đến thì tìm mã của nó là L05 mini thì thấy có bán trên Shopee, Lazada. Nên là quay lại video này chia sẻ nhanh thông tin đến cho anh em nào đang quan tâm đến những sản phẩm như này. Tuy nhiên khi search giá mình thấy giá của nó khá cao, nó rơi vào khoảng 190, chưa flash sale, chưa áp mã giảm giá. Tuy nhiên trên thị trường mình thấy là cũng có nhiều loại khác nhé, chỉ khoảng độ 70.000 đến 100.000 đã quảng cáo là full kim loại rồi. Nhưng mà tất nhiên là mình cũng chưa được sử dụng những cái loại đấy. Giá đỡ thì mình định mua từ rất lâu rồi các bạn, nhưng mà lười chưa mua, với một phần là tiếc tiền chưa mua. Hiện tại thì mình đang dùng một cái giá như này bằng nhựa. Ngày xưa mua là mười mấy nghìn anh mình mua, nhưng mà sau mình thửa về. Tiếp đến thì với điện thoại thì mình đang sử dụng một cái giá iPhone, thì nó sẽ hút vào đây của Ugreen các bạn. Nó là giá kê điện thoại kiêm với cả sạc không dây, thì có sạc không dây cho iPhone và sạc không dây cho một cái tai nghe ở bên dưới này. Đó, thì với iPhone 14 của mình sử dụng cái này thì nhìn nó rất là đẹp, hoàn thiện tốt. Với điện thoại Android thì trước đây mình đang sử dụng cái này, cũng của Ugreen luôn. Nó là một cái giá đỡ điện thoại kiêm với sạc không dây. Nó sẽ có hai cuộn coi ở đây, một cuộn coi đứng, một cuộn coi ngang như này. Và có đèn báo đây. Tuy nhiên thì cái điện thoại Android gần đây của mình thì là chiếc OnePlus 11, nó đã bị lược bỏ đi sạc không dây. Nên là với cả mình thửa được cái này về dùng đồ đi xin thì bao giờ dùng cũng ngon. Một điểm nữa là cùng là L05 mini các bạn nhé, nhưng mình đang thấy ở đây nó có sự khác biệt, nên là mình quay lại video này để các bạn có thêm thông tin tham khảo. Đó, hôm qua test thì thứ nhất là nó full kim loại, đó, nên là mình mới thửa về. Tất cả đều bằng kim loại luôn, rất là cứng cáp chắc chắn. Nó có thể tải hoàn toàn tốt chiếc máy tính bảng Huawei MateBook Air 12 inch của mình. Đấy. Và tiếp đến khi xoay này, nó có cái tiếng tạch 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 tạch, nghe rất là đã tai các bạn. Tạch 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 tạch. Đó. Tuy nhiên ấy, cùng L05 mini nhưng mà chiếc này tiếng của nó lại không như vậy, nên là mình quyết định quay lại cái video này. Tiếng của nó kiểu nó lì hơn các bạn, và xoay nó cũng nặng tay hơn. Nó không giống như cái chiếc màu trắng này. Có thể là nó là phiên bản khác nhau qua các cái lô mua, chứ không phải là khác màu thì dẫn đến khác nhau ở cái điểm này đâu các bạn. Đấy, đôi khi là mua hàng online nó kiểu như vậy. Ok, mình sẽ test cho các bạn xem nhanh nhé. Đầu tiên là về đế kim loại này, có các cái chân cao su ở đây. Thì các bạn đặt xuống những cái mặt bàn mà phẳng và cứng ấy, thì cái chân này nó đứng sẽ rất là vững chãi, tại vì nó nguyên một miếng dày như này mà. Các bạn có thể thấy này. Đó, tiếp đến thì cái chân đế này cũng bằng kim loại này. Đây cũng bằng kim loại, các cái khớp này đều bằng kim loại hết các bạn nhé. Trên này thì chúng ta có đệm cao su cho mặt lưng của điện thoại hoặc máy tính bảng. Đệm ở chân dưới cho cái phần cạnh này. Bên dưới này hở ra để các bạn có thể cắm sạc, hoặc là mình sử dụng với chiếc máy nghe nhạc của mình thì mình có thể cắm được dắt tai nghe. Đó. Đây, khi mà để ở vị trí như này thì vẫn có thể cắm được dắt layout hoặc là dắt tai nghe ở đây. Rất là ok. Nhưng mà với chiếc máy nghe nhạc của mình khi để như này thì nó sẽ bị cọ vào khu vực này, tại vì nó thiết kế là cho những cái sản phẩm viền mỏng như là điện thoại các bạn. Đặt xuống bàn nó sẽ rất là vững như này. Đó, chúng ta có thể xoay. Đặt điện thoại nằm ngang. Các bạn có thể xoay qua xoay lại. Với máy tính bảng thì như nào? Mới đây thì mình cũng có một chiếc iPad mini. Thì với những chiếc máy tính bảng nhỏ như này thì nó hoàn toàn có thể cân tốt các bạn nhé. Đó. Và với một chiếc máy mà to, mình mô phỏng nó tương đương với mấy cái đời iPad Pro các kiểu ấy, thì mình đang có đây là Huawei MateBook Air 12 inch. Chiếc này của nó thì cũng rất là nặng, và nó hoàn toàn rất là kiểu vững chãi nếu như mà mình đặt xuống cái mặt bàn mà cứng và phẳng các bạn nhé. Còn đây là mặt bàn của mình nó phủ nỉ, nên là nó sẽ có cái độ lún nhất định.
nó vẫn có thể cân được, nhưng với những chiếc máy to như này thì mình thấy là trên thị trường bán những cái loại đế mà cái chân của nó to hơn và cái phần để lưng này nó cũng to hơn, cái phần tay này nó cũng to hơn. Tất nhiên là cái này nó vẫn tải được nhưng mà nó không đủ cái độ vững chãi như là những cái chiếc phiên bản mà chân to như kia. Thì anh em nào mà dùng với iPad to thì nên tham khảo những cái sản phẩm mà chân đế nó to hơn và vững chãi hơn nhé. Đấy, cái này của mình thì cái lưng của nó thiết kế như này các bạn này, nó là lớp giống như kiểu nỉ ấy, đâm ra là nhìn nó như kiểu là bị xước, thỉnh thoảng mình phải lau đi để mà nó lâu quá nó sẽ thành vết, mặc dù là dùng rất là kỹ càng này đó, rất là khoai những cái thiết kế. Mình cũng không biết khắc phục cái đấy bằng cách nào nữa. Dán lên thì dán cái PPF lên ấy, thì cảm giác nhìn nó rất là sida luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tháo để cho các bạn xem cái kết cấu bên dưới nhé, của hai cái này, tại vì nó khác nhau. Chúng ta sẽ lấy một cái vặn lục giác như này. Hôm mình mua cái arm màn hình có 300.000 mà nó tặng nguyên một bộ lục giác từ to đến nhỏ. Chúng ta sẽ tháo. Thì đây là kết cấu của cái màu trắng này. Các bạn sẽ có một con ốc lục giác ở đây, kèm một cái đệm, kèm theo một cái kiểu lông đen các bạn. Đệm thứ nhất là để cái tâm này nó nhỏ lại và nó cũng xoay, nó cũng trơn mượt hơn. Thì mặt đế của nó như này các bạn. Ở đây thì sẽ có một cái miếng nhựa này, có 3 viên bi. Viên bi này thì bằng nhựa các bạn. Viên bi này với cái nhiệm vụ là sẽ cân bằng cái đế ở bên trên. Đó, còn đây là khu vực đế dưới này. Cái tiếng tạch tạch của chúng ta phát ra chính là cái nhựa này, kèm theo một cái lò xo. Khi xoay thì nó sẽ phát ra tiếng tạch tạch. Anh em không cần tháo ra làm gì cả, mình tháo cho các bạn tham khảo thử thôi. Đây là đế bằng kim loại rất là dày dặn này. Đây là ốc để bắt lên cái tay bên trên, phun nhôm. Còn đây là kết cấu của cái sản phẩm màu xanh, cùng mã là 05 mini nhưng mà nó khác nhau khá nhiều luôn. Vẫn là một con ốc, một cái lông đen như thế. Còn kết cấu của nó trông nó sẽ như này. Úi trời. Đây, các bạn có thể thấy này. Thì cái tiếng tạch tạch của phiên bản màu trắng chính là cái nhựa kèm cái lò xo này. Thế còn phiên bản màu xanh này là cái viên bi. Bên dưới viên bi này cũng có một cái lò xo nhỏ các bạn. Nó sẽ ra cái tiếng tạch tạch khi mà xoay. Đó, đây là kết cấu nó khác nhau. Ok, quay để các bạn tham khảo một cái sản phẩm như này. Trên thị trường thì còn nhiều sản phẩm khác với mức giá khác, mình thì chưa thử nên là không biết là cái độ hoàn thiện nó như nào. Nhưng nếu anh em quan tâm thì có thêm thông tin về cái sản phẩm đích danh L05 mini này để có thể tham khảo. Đó. Còn bình thường mà bảo mình mua sản phẩm này thì nó đắt quá so với nhu cầu của mình. Đây là mình đi thửa của bạn mình về. Nhưng mà phải nói là độ hoàn thiện rất là ngon luôn. Để lắp cái này thì mình sẽ phải lắp 3 viên bi này. Đó. Xong rồi đặt cái đế này lên. Nó đã có cái tiếng tạch tạch rất là to, rất là đanh, nghe rất là thích. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Định mua những sản phẩm này từ lâu lắm rồi nhưng mà một phần là tiếc tiền. Đấy, một phần là lười. Hôm qua tiện thể thì đi xin, chứ mình đang dùng cái này nó còn bị gãy một bên này.